Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ lạ cùng anh, võ công bác mẹ sinh thành già em. Theo câu ca dao, tôi ngược lên xứ lạ. Trong câu hát, trong điệu then, trong bát ngát rừng hồi, Lạng Sơn hiện lên trước mắt, núi non trùng điệp, dòng Kỳ Cùng chảy ngược dịu dàng mà hùng vĩ. Dòng sông gắn với truyền thuyết về Đức Thánh, trông coi thủy quân lẫn vùng núi cao để bảo vệ nước nhà, là minh chứng tuyệt vời của hội tụ dòng chảy để hiến mình cho đất Việt thêm tốt tươi, trù phú. Cũng trên dòng sông lấp lánh những thần tích nhiệm màu, có biết bao bà mẹ bên chiếc bè màng đã đưa bộ đội qua sông đánh giặc. Nơi đất thiêng ngàn năm, thấm đẫm lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của các dân tộc vùng biên ải Tổ quốc bao đời gắn kết bên nhau, tạo nên một vùng quê xứ Lạng ấm áp tình người. Xứ Lạng là xứ sở của núi non hùng tráng, nặng nghĩa tình, gắn bó keo sơn của các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán, Chỉ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Là một tỉnh vùng cao biên giới, Lạng Sơn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh như Động Tam Thanh, Nhị Thanh, núi Tô Thị và hình ảnh lá quốc kỳ phấp phới tung bay trên cột cờ phai vệ uy nghi. Chùa Thành cổ kính bên di tích Công Quán, cột đồng trụ, bến đá Kỳ Cùng, đền Kỳ Cùng lịch sử khắc ghi. Chùa Tân Thanh thờ Phật, thờ quan Trấn Ải, bên trong là bức Hoành Phi, non sông Đại Việt trường tồn mãi nghìn thu. Gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, Lạng Sơn có tới hơn 300 điểm di tích gắn với lịch sử dựng và giữ nước. Vẫn còn đó những thành nhà Mạc, thành cổ Lạng Sơn, ải Chi Lăng với lừng lẫy chiến thắng của Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Lê Hoàn, cùng rất nhiều những công trình văn hóa tâm linh như đền Bắc Lệ, đền Tả Phủ, đền Mẫu Đồng Đăng, chùa Tam Thanh mang vẻ đẹp cổ kim và tính dân tộc đậm đà. Lạng Sơn là xứ sở quanh năm mát mẻ, trong lành. Nơi đây thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách thập phương đến một lần sẽ còn mong quay lại, bởi hoa hồi, mát mật, hồng bảo lâm, rượu mẫu sơn, Na Chi Lăng, hoa đào đỏ sắc thắm trong câu hát Em Mời Anh Về Lạng Sơn cho thêm hoa đua nở vui cùng bạn em. Trên quê hương em, xứ Lạng xinh xanh mây bồng bềnh với nắng, chim ca xíu xít vui cùng hoa đào đua nở đón xuân sang vui cùng bạn em. Về Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Về Lạng Sơn mênh mông núi mẹ hào hùng, núi cha nghe câu hát then để còn nhớ. Về Lạng Sơn với câu hát ngọt ngào, có ly có lượn vang núi rừng biên cương. Về Lạng Sơn thắm hương hoa hồi lạc vào cõi mơ, đưa ta đến đây để thương để nhớ. Nặng ta
Anh Dũng. Hiền à. Em tưởng là sau đời thực tế theo đoàn ở trên đây, trở về với cuộc sống dưới xuôi, rồi anh sẽ quên lời hứa rằng anh còn trở lại. Làm sao mà anh quên được dòng sông Kỳ cùng thơ mộng và cô gái hiền dịu đã giúp anh thực hiện bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, kịp tham dự triển lãm nữa. Cô nào ạ? Em thấy ở trên này cô nào cũng rất là tốt bụng và hiền dịu cả. Cô đang đi cạnh anh, chứ còn cô nào nữa. Lúc nãy anh chờ em, anh có vào đền Kỳ Cùng để thắp hương. Ơ, anh đã cầu gì ạ? Anh cầu quan đệ ngũ tuần tranh cho anh được bản lĩnh và nghị lực. Họa sĩ các anh mà cũng cần bản lĩnh và nghị lực ạ? Em lại cứ tưởng chỉ cần tố chất và tài năng là được rồi. Làm nghề gì cũng cần phải có trí tuệ, nghị lực và bản lĩnh. Mà em nhớ lần trước ấy, lúc nào anh cũng mang theo giấy và bút, cứ nhìn thấy cảnh đẹp là anh ứng tác vẽ ngay. Sáng tác cũng có nhiều cách, đôi khi người ta chỉ cần lấy ký ức từ hai nơi. Mà anh Dũng này, sao lần nào gặp em anh cũng hẹn ở cầu Kỳ Cùng này vậy? Tuy không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng anh rất yêu quý cây cầu và dòng sông này. Người ta nói sông Kỳ Cùng này là dòng sông của di sản đấy em ạ. Phía bờ bắc của cầu Kỳ Cùng là đền Kỳ Cùng. Đầu cầu phía nam có di tích chùa Thành, kế bên là di tích nhà Công Quán. Ngoài ra còn có bến đá Kỳ Cùng. Bến đá Kỳ Cùng từ xưa đã được mệnh danh là một trong 8 cảnh đẹp của xứ Lạng đấy. Còn khi đứng trên cầu này vào buổi sáng, chúng mình được chiêm ngưỡng bình minh lên, mặt trời từ từ ló dạng phía núi Phai Vệ. Buổi chiều hoàng hôn xuống dần, mặt trời lặn sau dãy núi phía tây. Từ cầu Kỳ Cùng nhìn về phía tây nam, chúng mình sẽ gặp di tích đền cửa bắc, đền cửa tây. Còn theo dòng chảy về phía cầu Đông Kinh, dọc theo đường Hùng Vương, chúng ta có thể thấy đền Cô Bé Thượng Ngàn, đền cửa đông và đền Mẫu Thoải nữa đấy. Từ đây có thể di chuyển đến di tích khác như chùa Tiên, giếng Tiên, đền cửa nam, thành cổ Lạng Sơn. Nếu muốn đi mua sắm, mình có thể đến chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa. Em không ngờ anh Dũng cũng biết nhiều về quê hương của em đấy. Thì vì anh đã trót yêu nơi này và yêu... Và yêu gì nữa à? Em tự cảm nhận đi. Anh này cứ trêu em. Mà nói đến tình yêu, hôm nay em sẽ đưa anh đến thăm núi Tô Thị nhá. Là câu chuyện trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam mà ai cũng đã từng nghe phải không em? Núi Tô Thị gắn liền với cả một câu chuyện đôi lứa đầy bi thương, nhưng mà cũng rất giàu ý nghĩa. Mình đi thôi. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: những người vợ nhớ chồng, còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu. Cặp vợ chồng yêu nhau, góp nên hòn chống mái. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Chuyện kể rằng, vì một sự trớ trêu của hoàn cảnh, một bi kịch của số phận mà chồng nàng Tô Thị phải đăng lính. Từ ngày chồng đi, ngày nào Tô Thị cũng bế con lên chùa Tam Thanh, cầu cho chồng được bình yên, mau chóng trở về, cũng chỉ là vô vọng. Khi ấy trời chợt nổi cơn giông rất lớn. Nàng nhớ chồng, thương thân, bế con ra ngoài chùa, trèo lên một mỏm đá, đăm đắm nhìn về hướng xa xăm. Mây đen kéo đầy trời, gió rít từng hồi qua khe đá, mưa như chút nước, chớp loè, quả núi rung chuyển, mưa mỗi lúc một lớn. Nàng Tô Thị vẫn bế con đứng đó. Sáng hôm sau, mưa tạnh gió dừng, mặt trời tỏa nắng, nhưng nàng Tô Thị bế con đã hóa đá tự bao giờ. Tạo hóa vừa trớ trêu, lại vừa nhân hậu đã trao tặng cho nàng cái kết ấy. Bởi người chồng mãi mãi sẽ không trở về, mà nguyện ước của nàng cũng mãi mãi là mong chồng trở lại. Chỉ có hóa đá, tình yêu ấy mới có thể hiện diện lâu bền cùng sự trôi chảy bất tận của thời gian. Để
Đền mẫu Đồng Đăng là thờ mẫu nào thế em? Đền mẫu Đồng Đăng là đền thờ Phật và thờ mẫu Liễu Hạnh anh ạ. Lạng Sơn quê em là một tỉnh vùng cao, không những được mẫu phù hộ che chở cho đất đai phì nhiêu, người dân no đủ, cây cối tốt tươi quanh năm, mà còn được mẫu Thượng Thiên, tức là mẫu Liễu Hạnh, độ trì đấy. Mình vào đi. Có rất nhiều truyền thuyết kể về ba lần giáng trần của mẫu Liễu Hạnh. Và lần cuối cùng, trong cơn nguy nan, Phật Tổ đã xuất hiện, giải cứu mẫu. Lễ hội Đền Mẫu được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Trong hội có rất nhiều các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Mọi người đến đây là để cầu mong sự bình an, thịnh vượng. Nhưng cũng có người đến không để cầu gì cả, chỉ là để kính yêu, chào mẫu, lạy mẫu và mong cho lòng mình được thanh thản, an yên. Về với mẫu, tức là trở về với mẹ, người đã chăm lo cho cuộc sống của muôn loài. Có lẽ vì vậy mà mọi người đến đây đều được vui vẻ, yên bình. Anh cảm thấy không gì may mắn hơn là giữa cuộc đời bộn bề, lòng mình có thể tìm thấy chỗ dựa và an ủi. Có lẽ chính vì niềm vui đó, về với mẫu đã trở thành một ngày hội. Trong hội thì có rất nhiều trò chơi cổ truyền, mang một không khí vui tươi, thoải mái. Ví dụ như là múa sư tử này, võ dân tộc này, các trò chơi đẩy gậy, kéo co, ném con. Và đây là bia thủy môn đình, được tạo tác vào năm 1670, đời vua Lê Huyền Tông. Nơi đây được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt đối với Lạng Sơn cũng như của cả nước. Đây là một trong số rất ít các di vật có minh văn xác nhận danh từ Việt Nam với hàm nghĩa chỉ tên gọi quốc gia đã xuất hiện trước năm 1804 anh ạ. Đi trong hương rừng bát ngát, lẫn vào nắng sli thành lời, mắt cùng đất, cây thành rừng, suối thành thác, trái nặng cây, nước đầy lúa, cho ta thương quý nhau nhiều hơn để dệt nên chuyện tình đôi lứa trong câu sli lượng tình quê hương. Ơi non, kia có bóng người thương phố xưa nhớ, hình như đúng rồi em vẫy gọi anh. Đồng Đăng ngõ nhỏ nơi chúng mình yêu, kìa bên giếng mật soi bóng đôi mình. Ở đây đúng Đồng Đăng phố xưa nhớ, bàn chân nối thời gian nhớ dùng em. Tòa hơi ấm lửa nhen ánh đèn soi, kìa như đúng rồi anh vẫy gọi tới. Mặt trời vừa hướng sáng, hương rừng ngát quanh mình em, lẫn vào nắng xi thành lời. Quê mình đây, đây Đồng Đăng, mỗi đường phố, mỗi hàng cây, nhớ thương, nhớ thương. Lạng Sơn quê em còn có rất nhiều lễ hội như lễ hội Đền Kỳ Cùng, Tà Phủ, Chùa Tân Thanh, Chùa Bắc Nga, Chùa Tiên, lễ hội Bùng Kham với nhiều nghi thức, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian thú vị anh ạ. Hội nào cũng vui và đầy ý nghĩa. Anh chỉ muốn mùa xuân nào cũng lên đây tham dự tất cả các lễ hội và thưởng thức không khí tuyệt vời ở đây. Anh thích đến thì anh cứ đến. Lạng Sơn quê em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón chào. Ok, xuân nào anh cũng lên. Anh hứa nhá. Chỉ cần có đủ tình cảm, người ta sẽ có đủ động lực em ạ. Anh thực sự rất yêu mảnh đất này, như quê hương thứ hai của anh vậy. Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, từ khi nào anh cũng không biết nữa. Em có biết thước đo của tình yêu là gì không? Thước đo của tình yêu á? Là gì ạ? Là nỗi nhớ em ạ. Vì nhớ thương nơi đây, vì yêu những câu ca dao nói về mảnh đất này mà lúc nào anh cũng mong trở lại. Và giờ anh muốn đến thăm nơi nào ở quê hương em?
chủ nhà hỏi khách câu đấy khó trả lời quá. Bây giờ thế này, mình sẽ nói hai chữ tùy duyên. Em đi đâu, anh theo đấy. Đồng Đăng rất cần cửa khẩu hữu nghị. Cách đó không xa là chợ đường biên Tân Thanh. Theo tuyến đường biên giới 231,74 km tiếp giáp Quảng Tây Trung Quốc, những chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng các lực lượng đêm ngày tuần tra, từ khi hoa đào mùa xuân bung nở đến mùa đông sương mờ sang tỏa trên những đỉnh núi chạm tới mây xanh, để gìn giữ từng tấc đất phên rộng của Tổ quốc. Và mình cũng có thể theo đường 4 đến với huyện Văn Lãng, chợ Tân Thanh em nhỉ. Anh hiểu biết như vậy cứ như là người bản địa ấy. Anh cũng chỉ tìm hiểu qua tài liệu thôi, chứ còn trải nghiệm thực tế thì anh cũng chưa biết. Sẽ vui lắm anh ạ. Trong chợ có rất nhiều mặt hàng đa dạng, giá cả thì rẻ. Đi chợ mà cứ vui như đi hội ấy. Chúng mình sẽ về thăm quê hương Hoàng Văn Thụ và khu di tích lưu niệm tượng đài Lương Văn Chi, những địa chỉ đỏ về tinh thần cách mạng trên quê hương Lạng Sơn anh nhé. Rồi vào rừng hồi thưởng thức câu hát Sli Giao Duyên của người dân tộc Nùng. Đi luôn nhé. Top 100 món ăn đặc sản thì phải đi đôi với top 100 quà tặng đặc sản. Đây, tặng em. Để món ăn và quà tặng được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận mà anh còn biết. Thế mà anh bảo là anh không biết gì về quê hương em. Nhưng mà đáng lẽ ra em phải là người tặng quà cho anh mới đúng. Quà này anh dành tặng cho người con gái xinh đẹp. Hương hoa hồi thơm lâu, như tình cảm của anh dành cho em. Ba. Nước ở đây mát quá. Anh không nghĩ là ở Bắc Sơn có dòng suối đẹp thế này đấy. Thoải mái thật. Hôm trước ở đền mẫu, em thấy anh thắp hương có vẻ thành tâm lắm. Anh cầu gì vậy? Anh cầu được ở bên em. Em hỏi thì anh mới nói đấy, chứ bình thường anh xấu hổ lắm, chẳng dám nói đâu. Anh này cứ trêu em. Em mà đồng ý cho anh ở cạnh bên em ý, thì anh lên đây xây nhà ở luôn. Lỡ gia đình anh không đồng ý thì sao? Anh trưởng thành rồi, anh tự quyết định được. Có khi người nhà anh lên đây chơi, thấy ở đây thích quá, ở đây luôn thì vui nhỉ. Này, mơ mộng này. Định té nước cho anh tỉnh mộng đấy à? Con gái lạ thật đấy, người ta nói thật lại không tin. Điền Na này. Dạ. Năm ngoái anh cùng em đi khám phá khu di tích lịch sử Chi Lăng, vào đúng mùa na chín rộ. Lúc đấy anh mới biết khi nào là ải Chi Lăng, khi nào là đấu đồng quân, núi mật quỷ. Con đường thiên lý xưa vượt lên đỉnh đèo cao huyền thoại Sài Hồ và thưởng thức những trái na ngon ngọt. Vậy thì năm nay mình sẽ cùng nhau đến ngôi làng cổ của người Tây ở Bắc Sơn anh nhá. Được không? Đi luôn nhá. Đi. Thank you.
trăm gió ngàn xanh rung rinh hoa trên cành khoe sắc ngời. Trời đất thu mình giữ làm quê. Mà hồi mi san xa đã bản đông xuân mà được đua bông rung trói quê nòn lại của cái nòn tâm mi bó kim bó ngân bó quá. Chào mọi người ạ. Chào mọi người ạ. Lời then thật ngọt ngào, nhưng có lẽ để hiểu hết được thì anh còn phải học hỏi và lên đây hát then thêm nhiều lần nữa. Hát then nơi đây được ví như điệu hát của trời, và hát then còn gắn liền với hình ảnh của cây đàn tính. Nó trở thành bản sắc văn hóa của cộng đồng tộc người Nùng nơi xứ Lạng Anh ạ. Năm 2019, di sản thực hành then của người Nùng, Tày, Thái ở Việt Nam nói chung và người Tày Nùng ở Lạng Sơn nói riêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đấy anh ạ. Thôi, mình đi tiếp anh nhé. Chào chào ông, chào chào bà ạ. Chào chào ông bà ạ. Bà ơi, cháu làm thử một cái nhé. Cháu xô hai cái lá vào với nhau đi, cho nó bằng nhau nhé. Đây ạ. Đây. Cháu mời ông bà. Wow. Thơm quá. Cháu xin bà. Ngon lắm đây. Cháu xin bà. Ngon quá. Từ nơi này mình có thể đến đỉnh Nông Lục. Ngôi đỉnh còn nguyên bản, tuyệt vời lắm anh ạ. Anh có thể săn mây, nhưng mà dĩ nhiên là phải có sức khỏe để leo 1200 bậc lên đỉnh núi Đà Lay, có độ cao 600m so với mặt biển. Mỗi độ xuân đến, ghé thăm Bắc Sơn, anh còn có dịp tham gia rất nhiều lễ hội, mà độc đáo nhất là lễ hội Ná Nhèm, đã được trao bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Lễ hội là nghi thức, nghi lễ thờ cúng thành hoàng gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng. Nếu anh quan tâm đến lịch sử, thì Bắc Sơn là nơi có nhiều di chỉ khảo cổ và nền văn hóa Bắc Sơn. Nhưng trước hết mình lên Nà Lay săn mây đã đi. Anh không thấy mệt à? Anh không. Anh chỉ sợ cô hướng dẫn viên du lịch Hiền Nam mệt thôi. Em không thấy mệt đâu, em vui lắm. Thế mình đi thôi, đi. Đi.
chúng ta đang ở di tích lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn. Nơi đây được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại nơi đây, ngày 23 tháng 4 năm 1945, du kích Bắc Sơn đã phục kích tại sườn núi Co Chơi, địa phận đèo Tam Canh, giáp danh huyện Bình Gia và đã bắn chết tại chỗ hai tên sĩ quan Nhật và đập tan cuộc tấn công đầu tiên của Nhật vào Bắc Sơn. Anh có mệt không? Không. Nơi mình đang đứng đây là đỉnh Phia Pò, hay còn gọi là núi Cha, nằm trong quần thể núi Mẫu Sơn, có độ cao 1541 mét. Hôm qua mình leo tới điểm cắm trại, dựng lều, nghỉ chân qua đêm. Hôm nay mới leo tiếp lên đỉnh cao nhất. Quả là một trải nghiệm thú vị. Anh cảm thấy như mình đang ở xứ sở thần tiên vậy. Nơi đây là một mảnh đất linh thiêng ít người biết đến, với khu linh địa cổ. Đi thôi. Có lẽ người xưa luôn ý thức rằng nơi thờ tự phải chọn những điểm có cảnh quan đẹp, thiên nhiên trong lành. Nên khi anh đặt chân đến đây, anh cảm nhận như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, rất thanh sạch. Và tự mình cũng cảm thấy mình thanh thoát, nhẹ nhõm hơn nhiều, có phải không anh? Bây giờ em sẽ đưa anh đến thăm bản người Dao ở Mẫu Sơn anh nhé. Hay quá. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với người Dao và trải nghiệm cuộc sống của họ. Chắc là anh sẽ thích, bởi vì người dân tộc Dao, họ vẫn giữ được những sinh hoạt văn hóa truyền thống của mình anh ạ. Chào bà. Chào bà. Bà được ăn bà. Bà đang làm gì đấy ạ? Đang làm gì? Bà cho cháu thử một chút được không ạ? Được. Để con ạ. Dạ em chào anh. Chào anh ạ. Ngon tuyệt luôn ạ. Rất là thơm mà lại rất êm. Rượu này được nấu từ gạo và nước chảy từ trên ngọn cao xuống. Rượu chỉ nấu bằng men lá và hơn 30 loại thảo dược khác nhau và chỉ nấu thế này thôi. Bí quyết gì để nấu món rượu ngon thế này ạ? Rượu này thì
truyền cho con trai và con dâu, không truyền cho con gái. Nếu mà bây giờ em yêu một anh chàng dân tộc giao và lấy anh ấy thì cũng được truyền kinh nghiệm nấu rượu đúng không ạ? Ở dưới Hà Nội nhà anh cũng nấu rượu đấy, nấu rượu giao truyền hẳn hoi. Anh này. Em về thăm quê anh non cao lưng trời, từng cung đàn lượn trong mây đắm chìm ngất ngây, níu bước chân người để thương để nhớ, nhớ núi mẹ nhớ dòng sông kỳ cùng, thương em má đào chúm chím điệu then, say câu lượn tìm ai đợi ai, nhớ sắc áo tràm nhớ đồng đăng kỳ lừa, theo câu hát ngọt ngào níu bước chân ai, say men tình để quên lối về. Về Lạng Sơn quê mình dệt câu hát ân tình, qua Tam Thanh tràn ngập nắng nghe vang vang giữa mây chiều tiếng cười để quên bước chân. Vào dịp tháng 3, hoa đào rừng Mậu Sơn nở rộ khoe sắc. Người giao họ thường kể cho nhau nghe về sự tích của cây hoa đào, gắn với câu chuyện tình của đôi trai gái vì không thể đến được với nhau, họ đã cùng nhau thác mình vào núi để rồi kết tinh trở thành cánh hoa đào Mậu Sơn đỏ thắm đấy anh ạ. Anh nghe nói ở Mậu Sơn có rất nhiều loại đào, đều là đào rừng, khi nở cánh hoa căng mọng trong suốt như là tơ lụa và rất thơm. Đúng rồi đấy anh, người dân tộc giao thường lên đỉnh Mậu Sơn để hái lá thuốc. Khi tắm lá thuốc của người giao mà cho những cánh hoa đào chuông vào thì cơ thể sẽ thơm cả ngày. Hoa đào nơi đây còn nổi tiếng về ý nghĩa phong thủy của nó. Hoa đào có ý nghĩa phong thủy thế nào em? Tương truyền rằng hoa đào có thể trị được bách quỷ, biểu tượng của sự no đủ, sinh sôi và tinh thần vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt. Tại sao hoa đào lại có ý nghĩa tốt lành như vậy nhỉ? Dãy núi Mẫu Sơn cao tới hơn 1.000 mét nên là dãy cây hoa đào phải cắm sâu vào đá núi. Có những nơi nhiệt độ xuống dưới âm 3 độ C mà cánh đào vẫn nở rực rỡ, hương thơm ngan ngát. Mùa xuân đến, quê em trở thành xứ sở hoa đào. Hoa đào nở rực trên mỗi triền núi, con dốc, từng bản làng, góc phố. Hoa đào trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp xứ Lạng, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, phi thường của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Chính vì thế, lễ hội hoa đào xứ Lạng được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên Đán nhằm phát huy giá trị của những cây đào đẹp nhất, những người trồng đào tài hoa, cần mẫn nhất trên quê hương. Anh nghe nói ở quê em có cả cây đào trăm tuổi. Đúng là xứ sở hoa đào, xứ sở thần tiên. Đối với người dân nước mình thì nơi này là xứ sở thần tiên. Nhưng mỗi hình sông, thế núi ở nơi đây đều bảo vệ vị thế địa đầu của Tổ quốc đấy anh ạ. Anh nhìn 80 ngọn núi trước mắt kìa. Chắc là anh đã nghe tên núi cha và núi mẹ rồi đúng không ạ? Anh đã từng nghe qua, nhưng chưa biết rõ nguồn cơn của cái tên đó. Đó là một câu chuyện về người phụ nữ chờ chồng, ở nhà tần tảo chăm lo cho đàn con, nhưng lại bị kẻ xấu vu oan về sự chung thủy. Trong lúc nóng giận, vì ghen tuông, người chồng đã giết chết người vợ. Vì thương vợ nên là người chồng đã xin thác cùng. Sau đó hai vợ chồng đã hóa thành cặp núi cha, núi mẹ. Các con hóa thành những núi con. Cứ thế người ta gọi những đỉnh núi nhỏ là núi con, núi cháu. Núi tiếp núi thành bức tường thành vững chãi để bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.
xứ lạ, một vùng sơn thủy hữu tình, đẹp thế núi giáng sông. Con người nơi đây đặc biệt đề cao lòng yêu thương thủy chung và tình nghĩa. Sự tình nghĩa thủy chung ấy thấm đượm trong mỗi tích truyện, ghi dấu nơi từng đỉnh núi quấn quyện với dòng sông Kỳ Cùng vỗ về ôm một vùng quê. Vậy nên cờ trên đỉnh núi phai vệ tung bay phấp phới, bao danh thắng còn truyền ghi với những trang dựng và giữ nước hào hùng. Lạng Sơn, mảnh đất của một nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, mảnh đất góp công gìn giữ biên cương tổ quốc, mảnh đất rạt rào tình yêu gia đình và tình yêu đất nước, tính quật cường thấm đượm từ mỗi một nhành hoa. Ai đến với xứ Lạng một lần đều mong ngày trở lại